Mình làm cái clip để test cái độ định của dây của cái xe. Đây, chặt chín ở đây là mình cũng không quen bắn chặt chín nhưng mà mình sẽ test bằng chảo này. Qua đó là luyện bắn luôn rồi chắc để xem. Đây. Đi xuống. Chưa quen được lắm. Do chặt chín nên nhiều khi mình bắn không được quen lắm vì là cái chạc mà gọi là mình hay bắn ấy là nó rộng 10,5 thôi. Thì về cơ bản ấy, tức là bắn ấy thì do mình như là chỉ là chụp ngân tràng, với thứ hai là bắn trượt là do rung tay chứ không hề là do sợi thun latex. Thế nhưng mà cái latex này của nó nặng hơn rất nhiều so với cả nó kéo nặng hơn rất nhiều so với hạt thun latex Mỹ. Thì đây là cái cảm nhận của mình. Thế còn về cơ bản nếu mà xét về độ ổn định thì bắn trên chiếc 10 hay là gì đấy là ok rồi đúng không ạ? Thì về độ ổn định là không có gì phải bàn nữa.
Và video này mình không phải là làm mang tính chất là bắn 10-10 gì cả. Vì bắn 10-10 thì cần thời gian. Ví dụ clip này làm xong rồi là chưa đạt thì mình có thể làm tiếp các clip khác. Đến bao giờ có 10-10 thì thôi, thì cái đấy nó cũng chẳng quan trọng gì. Quan trọng nhất là thực lực như thế nào, quan trọng nhất là các bạn bắn ổn định hay là không. Chứ còn đương nhiên là bắn ngoài cái sự ổn định ra, nó còn phải kết hợp với cái sự may mắn nữa thì các bạn mới có thể đạt được thành tích cao nhất có thể. Thì tiện đây thì có một số bạn thắc mắc là liệu vậy cái đường bắn ví dụ như là ở trên cao rồi ở dưới thấp thì nó như nào. Thì mình có thể nói tức là chẳng hạn như nếu trong trường hợp các bạn mà kéo kéo hát hết tầm thì đương nhiên là khi hết tầm của dây, hết cái tức là giới hạn của cái độ đàn hồi thì lúc ấy lực nó rất là mạnh. Lực mạnh thì về cơ bản đấy là trong vòng 20 mét đổ lại. 20 mét đổ lại thì không hề có sự khác biệt về đường ngắm. Và các bạn có thể vẫn giữ nguyên đường ngắm đó và bắn. Chứ còn nếu mà chẳng hạn như các bạn đặt mà ngắn quá, dây thì dài mà đặt ngắn quá thì đương nhiên là đạn nó sẽ đi đi xuống. Thì viên đạn khi bay ra khỏi chạc thì nó như nào? Tức là do đạn đạn ở đây chứ không phải là trục với mắt, cho nên là từ mắt đến đây, đến đỉnh chạc là một đường thẳng. Từ viên đạn đến đây nó là một đường thẳng khác và nó hình thành một tam giác. Thì khi đạn bắn đi đúng không ạ, thì nó sẽ phải lên, nó phải lên lên một đoạn, xong bắt đầu là nó lại có chiều hướng nó đi xuống và rơi. Tức là nó sẽ bay chéo lên này, xong bắt đầu đến khi hết cái động lực động năng thì bắt đầu nó rơi. Thì đường ngắm nó sẽ như này. Bạn đường ngắm trên cao không phải là bạn nhìn như này, hoặc là bạn như này bạn bắn luôn như này là sai rồi. Hoặc là như này bắn luôn là nghe chừng là cũng không ổn lắm. Tốt nhất nếu trong trường hợp các bạn mà quen bắn bia, các bạn đưa ra các bạn lấy một đường thẳng và cảm nhận ví dụ cái điểm chạm của bạn đâu, điểm chạm đây đúng không, ví dụ cảm nhận điểm chạm, lấy đường ngắn phía đúng phía dưới con chim chẳng hạn, ví dụ con chim nó ở trên này, đường ngắm phía đường ngắm phía dưới này. Bắt đầu mình đưa lên đó, xong rồi mình bắn ví dụ như là như này này. Tại sao mà các bạn lại bảo là quay compa? Về cơ bản là không phải quay compa, mà cái trục compa nó ở đâu? Trục compa không phải ở viên đạn các bạn nhé, mà trục compa là chính ở thắt lưng của các bạn. Mình thì bị là đĩa đệm, cho nên là cái việc quay compa bằng đĩa đệm của mình là nó hơi khoai. Đây, ví dụ như này, lấy được cầm trước, bắt đầu quay compa bằng bằng thắt lưng nha, quay lên đó. Mình lùi ra xa một tí, không sợ các bạn không bao quát được cái vấn đề. Lấy đường ngắm trước cảm nhận điểm chạm, lấy đường ngắm trước cảm nhận điểm chạm, quay qua ba mà cái con ba của bạn nó là đây nhá. Thì về cơ bản là cái ý nghĩa của việc này nó như thế nào, nghĩa là đường ngắm vẫn như thế. Bạn bắn này cũng thế, mà các bạn nếu mà chẳng hạn đây là bắn quay con ba lên, bắn vẫn bắn mục tiêu ở trên đó và ngắm này, quay con ba lên đây, quay con ba xuống, tất cả đều vẫn giữ nguyên như thế. Điểm chạm nó vẫn ở một chỗ, điểm chạm ở trên má vẫn ở duy nhất một chỗ, không được lệch đi thì nó sẽ không không có vấn đề gì xảy ra. Ví dụ như này, các bạn quay con ba xuống, quay con ba lên. Thì đây là một cái kinh nghiệm mà được mình xem được của các bạn Trung Quốc, các bạn ấy bắn thì mình thấy nó rất là đúng và mình đã thử và thấy hoàn toàn chính xác. Thế còn mình cũng đã thử, tức là nhìn con chim ở trên này đứng như này, đứng thẳng này bắn thử lệch kinh khủng luôn. Tức là ví dụ con chim nó nằm ở đây, đạn bao giờ đi qua đít nó. Thế cho nên là
mình lại cũng có một cái kinh nghiệm nữa, là nghĩa là trong trường hợp mà con chim nó đứng ở đấy, đứng ở trên ở góc khoảng độ 45 độ hả? Hoặc là 60 độ đi, thì mình biết chắc là đạn nó sẽ đi qua đít đó, cho nên là mình bù ngắm bằng cách như thế nào. Bù ngắm đáng nhẽ nếu mà cái điểm chạm của các bạn đây, bù ngắm mình bù ngắm xuống dưới lại một tí là cũng có khả năng trúng. Nhưng mà thôi, cái này thì nó không được gọi là chính thống, nó không được là một cái kinh nghiệm mà được đánh giá cao, cho nên là đấy là mình nói cho các bạn biết thôi. Còn đâu là các bạn sẽ lấy được ngắm ở trên cao bằng cách ngắm, cảm nhận điểm chạm, sau đó đưa lên và cảm nhận xem là cái điểm chạm này vẫn còn đúng hay không. Hoặc các bạn còn pa trước lại được không, bắt đầu các bạn đưa lên cảm nhận điểm chạm bạn đấy, như vậy cũng được đấy. Chúc các bạn thành công với các cái mục tiêu ở trên cao và ở dưới đất.